Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thanh Vân Flower. Hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta bó một cái bó hoa cưới từ cái hạt cườm này nhé. Ở đây nguyên liệu tôi sử dụng là một cuộn hạt cườm màu trắng này. Thì cái cuộn này nó có rất là nhiều màu, nhưng mà theo như mọi người thì tôi thấy là cái màu trắng này là và cái màu kem là được sử dụng nhiều nhất. Vi băng 0,5cm để chúng ta buộc thành những cái cụm như thế này. Duy băng 4cm, ở đây tôi sử dụng màu hồng nhạt. Quả sốt 15cm. Thì với cái quả sốt này khi mà chúng ta cắt ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng dao sắc là cái thứ nhất. Thứ hai là dao trên mặt dao khi chúng ta cắt, chúng ta bôi một lượt cái dầu ăn. Thì khi đấy là chúng ta cắt nó sẽ rất là phẳng và nó không bị tung các cái hạt sốt ra ngoài nha các bạn. Còn đây là tay cầm. Thì với cái tay cầm này tôi sử dụng là cái cành 1 mét, chúng tôi cắt làm tư. Thì hai cành này tôi đã tạo được một cái chùm như thế này và cái lưới màu trắng này. Cái cuộn này để chúng ta trang trí cái tay cầm nhá. Thì đầu tiên là tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta làm một cái chuẩn bị một cái tay cầm để làm. Thì cái quả sốt này sau khi chúng ta cắt thì chúng ta sẽ tạo một cái lỗ ở đây để chúng ta cắm cái cành tay cầm vào. Thì trước khi làm thì chúng ta đã làm một cái lỗ như thế này bằng cách là chúng ta sẽ cho cái cành này nó xoay tròn. Đó, xoay tròn để đạt được cái độ sâu như ý mình mong muốn. Thì mình dừng lại và mình nhấc ra nhặt các cái hạt sốt trong này ra thì mình sẽ tạo được một cái như thế này. Thì chúng ta sẽ làm như thế này trước để cho nó cái chúng ta kiểm soát được cái độ sâu của cái này. Không thì chúng ta sẽ bị sâu xuyên lên thế này, nó sẽ rất là xấu. Để chắc chắn chúng ta sẽ bóp thật nhiều keo nến nhé. Chắc ạ. Mọi người chú ý để thẳng cái cành này lên nhé. Đó. Khi mà chúng ta dán được cái keo nến vào đây thì chúng ta sẽ được một cái tay cầm như thế này. Thì bây giờ chúng ta sẽ trang trí cái tay cầm này bằng cách là chúng ta dùng cái duy băng màu hồng này. Tôi sẽ dán một lượt lên đây để nó lấp kín cái này nhé. Chúng ta cắt sẵn như thế này. Chúng ta cắt sẵn nhé. Chúng ta cắt sẵn một cái đoạn như thế này. Nó vừa với cả cái vòng này. Đó. Thì chúng ta sau đó chúng ta sẽ chúng ta cắt sẵn thành từng nhiều miếng như thế. Rồi. Đấy, chúng ta dán vòng lên đây. Đấy, mọi người chú ý kéo thật mạnh nhé, thì để cho cái này nó không sát xuống cả cái mặt xốp này. Tí nữa chúng ta dán nó sẽ chắc. Đây, sau đó tiếp theo chúng ta sẽ dán ra. Khi chúng ta dán xong thì chúng ta sẽ dán cái keo vào các cái mép này để vuốt cho các cái này nó phẳng xuống.
Thì khi nó phẳng như này thì chúng ta dán cái này lên chắc là nó sẽ rất là chắc chắn nhá. Nếu các bạn dán không phẳng á là nó sẽ không, đến lúc mà dán cái này vào nó rất là lỏng lẻo, nó sẽ không đẹp đâu nhá. Đó, chúng ta sẽ dán cho các cái này phẳng xuống. Cái nào mà chưa phẳng thì chúng ta dán tiếp và cho keo vào dưới này. Cho keo vào bên dưới và chúng ta vuốt cho thật phẳng. Để dán cho nó chắc xuống cái mặt của xốp nha. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái duy băng 4cm này, chúng ta cắt khoảng tầm 15cm nha. Chúng ta sẽ dán vào đây. Đây, nó sẽ dán như này. Mọi người chú ý là khi chúng ta cắt cái duy băng này xong thì chúng ta sẽ phải đốt hai đầu nhá. Khi mà chúng ta đốt hai đầu thì để cho nó không bị tung cái vải này ra, cái sợi vải này sẽ tung ra đó. Rồi chúng ta sẽ phải đốt hai đầu. Chúng ta sẽ dán như thế này. Cứ dán như thế này cho đến khi hết cái duy băng của chúng ta. Sau khi dán xong thì chúng ta sẽ được cái như thế này. Cái phần tiếp theo thì mình dùng cái lưới này. Tôi sẽ cắt một khổ là 1m và 50cm. Chúng ta sẽ gấp đôi lại nha. Gấp đôi lại, sau đó chúng ta sẽ gấp như này. Phần gấp vào này, ghim này chúng ta ghim khoảng tầm 5cm. Đó, sau đó chúng ta lại ghim nha. Cái 5cm chúng ta sẽ ghim một lần. Sau khi ghim thì chúng ta sẽ được hai tờ như thế này. Đó, sau đó chúng ta sẽ gấp niết vào như thế này nhé. Biết ạ, để chúng ta tạo nếp. Rồi, sau đó chúng ta sẽ cho vào đây. Đây mà giải dần ra. Giờ tiếp theo thì chúng ta cũng làm tương tự nhé. Sau khi buộc lên thì nó sẽ được như thế này. Thì chúng ta cái nào mà phần nào mà nó thấp quá thì chúng ta sẽ kéo lên một chút. Còn cái phần nào cao quá thì chúng ta sẽ kéo lùi xuống. Còn nếu mà cái phần nào mà chúng ta đã buộc quá chặt rồi, chúng ta không thể nào mà kéo lên kéo xuống được thì chúng ta sẽ cắt đi. Sau khi
khi làm thì chúng ta sẽ được một cái cốt hoa như đây. Tiếp theo đến phần cán hoa thì chúng ta sẽ dán cái duy băng vào nhé, để trang trí nhé. Đây ạ, cái phần phần dưới đua cốt hoa này thì chúng ta sẽ dùng cái duy băng này để chúng ta làm nhé. Ở phần đuôi này chúng ta sẽ dùng hai đoạn duy băng. Đây, chúng ta sẽ cắt một đoạn duy băng như này, chúng ta sẽ dán vào đây. Phần đối diện thì chúng ta sẽ làm một đoạn duy băng còn lại. Được cái phần đuôi nhá. Còn cái phần tiếp này chúng ta sẽ dán đây. Sau đó chúng ta sẽ dùng một cái đoạn duy băng để chúng ta quấn vào đây. Mọi người chú ý là các cái đầu duy băng này tất cả chúng ta đều phải dùng máy lửa để hơi cho nó sau khi dán xong thì chúng ta sẽ được như thế này. Còn cái phần trên này thì chúng ta sẽ dùng duy băng để chúng ta quấn từ trên này xuống. Trên này hơi to thì chúng ta sẽ phải vừa cuốn vừa dít cho nó thật mạnh nhé. Nó nhỏ này. Trong quá trình cuốn thì chúng ta sẽ phải dùng dùng cái keo nến để chúng ta dán một đoạn một thì như vậy là sẽ chắc chắn nhé.
cuối cùng là chúng ta sẽ ra rán này. Tay cầm của chúng ta đây. Tiếp theo thì tôi sẽ trang trí. Chúng ta sẽ trang trí cái tay cầm này nữa nhá. Đây sẽ trang trí cái tay cầm này bằng cái cuộn này. Chúng ta sẽ cắt làm 3 đoạn này nhé. Chúng ta sẽ dán này. Ở đây này, chỗ này chúng ta sẽ dán nơ. Sau đó chúng ta sẽ không dán ở đây mà chúng ta sẽ dán bắt đầu từ đoạn giữa này nhá. Chờ một chút thì chúng ta cắt. Và đến cuối cùng là chúng ta dán ở dưới này. Đây là tay cầm của chúng ta. Cái cuộn hạt ấy thì chúng ta sẽ cắt một đoạn như thế này. Và chúng ta sẽ dùng tay nhé. Ta quấn. Ta sẽ quấn đây. Quấn vào khoảng 4 vòng. Sau đó mình buộc lại. Chúng ta buộc lại bằng cái dây băng 0,5cm này nhé. Mọi người chú ý là hai cái đầu dây dây băng này chúng ta cũng phải dùng cái máy lửa để chúng ta hơ cho nó kín đầu lại nhé. Không nếu chúng ta không hơ là nó sẽ sơ hết ạ. Ta sẽ tạo ra những cái chùm như thế này. Đây. Chúng ta chạm ra những cái chùm như thế này. Thì ở đây ta đã chạm ra rất là nhiều chùm ở đây rồi. Đó, thì chúng ta sẽ dán hết vào đây. Chúng ta dán ra trên cái xung quanh cái bó hoa cưới này. Cái tay cầm chúng ta vừa mới làm xong thì chúng ta dán lần lượt từ đây đến hết luôn nhé. Sau khi chúng ta dán tất cả cái phần này thì chúng ta sẽ được một cái bó hoa như thế này ạ. Sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta làm một cái nơ nhé, để trang trí ở bên dưới này. Thì ở đây tôi sẽ sử dụng là cái dây băng 4cm màu hồng. Chúng ta sẽ dán ạ. Chúng ta sẽ quận như thế này. Khoảng chúng ta sẽ quận khoảng 6 cái nhé. Thì chúng ta sẽ phối hợp cả cái dây băng màu trắng nữa nên chúng ta chỉ cần 6 cái thôi. 5 cái là 5-6 cái là buộc lại.
cái dây nơ màu trắng này. Chúng ta sẽ thử cái dây nơ màu trắng này thêm dây nơ màu trắng này nhé. Sau khi buộc vào đây rồi, chúng ta sẽ buộc vào cái bó hoa này. Nào bỏ cái này ra đây. Sao đang cái gậy của bố lại vứt luôn luôn rồi. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì thì bạn hãy comment ở bên dưới, tôi sẽ trả lời các bạn nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới của chúng tôi nha các bạn.